Khi các bác là mua những cái dòng máy cắt sắt bản ấy thì test máy thì mọi người chỉ cần rất nhẹ nhàng thôi, mọi người chỉ cần khởi động động cơ là xem cái đế của nó có sẽ nhảy cái lên trên không, là vì biết được là máy có nó có đủ trọng tải để mọi người có thể sử dụng được hay không nhé. Đây em chỉ cần bóp cò nhẹ này. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vinh Báo của mình. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đây là con máy cắt sắt bàn là chất lượng cao nhất của Đông Trang, với mã của nó là DJG03. Công suất của con này là 2100W, cân nặng là 17 kg. Thì cái công suất nó tuy là có 2100W nhưng mà con này sẽ làm cho chuyên xưởng cỡ lớn luôn. Tại vì khỏe hay không khỏe thì nó có phụ thuộc vào cái tốc độ không tải của máy nữa nhé. Cái tốc độ mà có tải để đi làm việc, con này nó sẽ là 3.900, còn những dòng thông thường chỉ có là 3.800 thôi. 17 kg, khi mọi người cắt thì cực kỳ là đầm luôn. Đây là con Đông Trang, có thiết kế cực kỳ lạ luôn. Cái này đai chụp thì mọi người có thể nâng lên hạ xuống thì mọi người rất dễ dàng không? Như thế này, thao tác cắt như thế này mọi người. Con này có đặc điểm khác là tay cầm của nó sẽ khác với những cái dòng mà kia, thì nó sẽ là dạng như thế này. Đấy, tay dài ra phía hông đây. Những cái dòng phổ thông ấy, mọi người để ý là nó sẽ theo từ cái chỗ mà tay cầm mọi người xách đi xách lại sẽ từ đây vòng đây xuống dưới. Nhưng mà cái tay cầm xách của nó sẽ nằm ở vị trí này. Cái kiểu ốp bảo vệ cái bộ rô của bên trong đây nó sẽ là bằng kim loại nha mọi người. Mà bằng kim loại thì nó sẽ là như thế này. Toàn bộ cái phần này với cái phần ở phía bên dưới đây, cái trục này để nâng lên hạ xuống này, nó đúc nguyên khối luôn cho mọi người. Đó, khi là thế này là lúc mọi người làm việc thì cảm giác nó sẽ phê hơn rất nhiều nhé. 17 kg, mình xem mình còn cái gì không để giới thiệu cho mọi người. Ở đây vị trí tháo để nâng lên hạ xuống thì mọi người ở phía bên tay phải mình nhé, mọi người chỉ cần dí cái máy xuống nhẹ, nâng lên hạ xuống như thế này. Đó, là có thể thao tác được, mọi người cắt rồi. Dí xuống, đẩy vào trong. Đấy, là mọi người khóa có thể là di chuyển rồi. Model của nó đây, nó là DJG03 355. Công suất là 2001 này và 3900 vòng một phút. Đĩa này là đĩa 355. Và đây là cái tem 7 màu chính hãng của Đông Trang luôn. Đó, con này là dòng cao cấp nhất của Đông Trang, thế nên là giá nó cũng là khá là cao, 2.750.000 miễn phí vận chuyển. Thêm một cái nữa thì mình đánh giá con này là sơn thì đẹp hơn, nhưng mà cái vị trí để đánh số để mọi người có thể là cắt được góc 45 độ thì nó hơi bị mờ và nó không được sắc nét lắm so với những cái dòng của Makita nhá. Thì mình sẽ nhấc cái đế máy lên cho mọi người coi. Đế này thì tương đối mỏng thôi, thì nó chỉ có 3 đế chân cao su, 3 chân là sẽ chắc rồi, còn cái đế này sẽ là nó sẽ thăng bằng cho máy này. Quan trọng là khi mọi người khởi động máy nhé. Bây giờ là mình sẽ cho mọi người nghe tiếng động cơ của máy này. Lưu ý là khi các bác là mua những cái dòng máy cắt sắt bản ấy thì test máy thì mọi người chỉ cần rất nhẹ nhàng thôi, mọi người chỉ cần khởi động động cơ là xem cái đế của nó có sẽ nhảy cái lên trên không, là vì biết được là máy có nó có đủ trọng tải để mọi người có thể sử dụng được hay không nhé. Đây em chỉ cần bóp cò nhẹ này. Dòng này là cao cấp nhất nhưng mà lại không được tặng kèm theo là đá cắt đi kèm theo nhé. Khi mọi người mua về thì có thể tham khảo thêm mua những cái dòng đá xịn, như mọi người muốn mua loại dòng đá nào thì mọi người có thể ra tiệm kim khí rất là nhiều luôn, thì có thể lựa chọn luôn. Đặc biệt nữa, con này thì như lúc nãy mình nói, cái trục của nó thì nó sẽ liền khối bằng kim loại rồi, và cái cánh quạt tản nhiệt của nó sẽ là cũng là bằng kim loại luôn, chứ không phải là thể loại là bằng cánh nhựa như bình thường mà mọi người mua ở trên thị trường. Cũng có logo Đông Trang giật nổi và
các phụ kiện cơ bản đi kèm theo như mọi người cũng thấy này, thẻ bảo hành này, chổi than này. Đó, những cái phụ kiện rất cơ bản thôi. Để mình xem nào. Đó đây là, nói chung là con này nó chỉ có thế thôi, tất cả là như thế đâu. Đó. Thế này thì không kéo lên kéo xuống được đâu mọi người nhé, không cố định được là vào một vị trí đâu. Mọi người cứ đẩy xuống thì mà máy cái đai trụ này nó sẽ tự tiến lên phía trước là mọi người có thể cắt tốt hơn. Chuyên cắt thép dày sắt hộp thoải mái đối với cái dòng của thương hiệu Đông Trang này. Mỗi tội là giá nó hơi cao, nhưng mà được cái thì là trọng lượng của nó là 17 kg, khi mọi người cắt thì cực kỳ là đầm luôn nha. Ok, thì hôm nay Vinh Báo đã giới thiệu cho mọi người cái dòng máy cắt sắt bàn này của thương hiệu Đông Trang thôi. Thì ai đang có nhu cầu thì có thể liên hệ tới số điện thoại mình để góc bên dưới màn hình, hoặc là mọi người có thể là kết bạn Zalo với số đó nhé. Mọi người đừng quên hãy bật đăng ký kênh và bật thông báo để nhận thêm được nhiều các dòng sản phẩm chính hãng của thương hiệu Đông Trang mà bên mình sẽ review sắp tới đây. Con này là dòng cao cấp nhất và bên dưới nó sẽ còn có 2 model với giá thành nó cũng nhỉnh hơn một tí nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.